Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là sản phẩm mỹ phẩm chữa được bách bệnh của công ty nước ngoài sản xuất tại Malaysia. Kem kem mà bôi vào da mà chữa được là mỡ máu, gan nhiễm mỡ, rồi đau lưng, có vị để đệm, đau thần kinh tọa. Thì sáng nay mình nghe mình giật mình bất ngờ vì có những cái sản phẩm mà nó bán là mà nó PR mà nó quá thực tế. Kem mỹ phẩm là chăm sóc da, làm đẹp da, làm gì có công dụng mà chăm sóc sức khỏe các bạn ha. Chăm sóc sức khỏe là thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh đó. Nếu mà cái sản phẩm mà hộp kem mỹ phẩm đó mà chữa được bách bệnh thì người ta không cần tới bệnh viện làm gì hết á. Thì viện 1,5 triệu hộp mà chữa bớt bệnh, người ta dùng 3 tháng thì cho nó 20 hộp đi, 30 triệu à, không phải đau đớn, không phải vào bệnh viện, sạch sẽ ở nhà thôi xài luôn ha.